sẽ nướng riêng mẻ với lại sẽ dùng cái lò hôm nọ nhá mọi người nhá. Nướng theo kiểu cổ truyền ngày xưa ấy, nhưng mà ngày xưa là cắt khúc ra và bỏ vào lá chuối xong vùi vào bếp than ấy. Còn hôm nay anh em mình chơi cả con luôn. Cho nó máu, chơi cả con vùi lá chuối xong rồi vùi than xuống vùi vào than. Chơi lớn à anh ạ? À? Đấy, thật là bất ngờ và là thật là tình cờ vì mới bắt được con cá này đúng là. May mà hôm nay là mình thì bảo là đấy ngồi chơi gà cùng chọi gà cùng Mao đệ đấy. Chứ không lại bảo anh em mình đấy, mày lấy con dao mày đấy, không. Mày lấy con dao mày cứa à đâu cứa cả lấy cái này ôp vào ôp vào phát đã ôp vào phát đấy. Cho một lớp than xuống trước anh em mọi người nhá. Củi ra xong rồi bắt đầu cho cá vào và bắt đầu lớp than lên trên lớp thứ hai. Ây da, bắt đi đấy của nhau ok à, với cá xuống. Ây da, bằng như kiểu sang lớp bài cập à. Ui nhìn nó dài nhờ. Dài cái củ. Anh cây thêm không? Dắt thêm không? Dắt thêm một hàng không? Đấy. À được, vẫn được. Ok. Xà, hơi đỉnh đấy mọi người ạ. Quả này à, anh em mình không biết là có thành công hay không. Không thành công thì cũng thành nhân. Gọi là hôm nay bắt được con cá này gọi là thành công ngoài sức tưởng tượng rồi. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Quả này chỉ đợi nó chín thôi là chén. Làm cái món này nhàn đấy nhỉ. Quá nhàn luôn. Ok. Ok. Đấy, bây giờ chỉ đợi thôi nhá. Than rất là nóng nhá mọi người nhá. Nó đỏ dần là tí nó tàn là. Gió nó tàn là anh em mình sẽ khui hàng thôi. Vứt đây. Đi lượn. Đi. Chúng đặt bẫy tiếp, bẫy cá tiếp. Wow. Ui, thơm này anh ơi. Nghe có chắc vẻ chắn là chín rồi đấy. Nghe có vẻ khá là hấp dẫn đấy mọi người ạ. Xà. Bây giờ thế này nhá. Ngon lắm. Cầm được cầm đấy, hai cái thanh sắt ấy. Tao sợ là không nhấc được nó lên đấy, nó đứt đấy. Không đứt đâu. Mùi khét khét cơ. Em cũng thấy mùi khét khét mà. Lúc nãy em bảo anh nhấc sớm thì không nghe. Mà sợ không chín. Đó. Ui dồi. Chắc không cháy đâu. Muốn ngon đấy. Ai bảo không chín. Bước ra đây. Nào cháy. Nhiều kênh khô quá tải anh nhỉ. Đây. Đây. Cắt để kéo. Đây, bây giờ bắt đầu khui hàng nha mọi người nhá. Ui tuyệt vời quá. Đỉnh nhá anh ạ. Ui đỉnh cao. Trời ơi. Ui. Thấy gì chưa? Nào. Ai bảo không ngon cứ vào đây. Bới hết vào đây. Đỉnh cao. Đỉnh cao. Ui đấy. Chà, bây giờ làm sao cho ra mâm hợp lý được là ok nhá. Nhìn tí à. Là chú cháy rồi. Ui. Hết dầu luôn. Lắm luôn ạ. Nào.
nào, mấy mày cây mâm đi, cây mâm đi. Đây đây, cây mâm à. Cây cả lá chuối này luôn. Ai, hết sức. Ui, nóng 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 nóng. Nhanh nhanh. Ui giời. Bà nó chẻ đây kìa. Ta lăng, ta lăng, ta lăng, ta lăng, ta lăng. Ta lăng, ta lăng, ta lăng, ta lăng. Cứ rủ em ở rồi. Em đi về em ra cơm ăn.